Chiều ngày 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phá chuyên án bắt giữ đối tượng tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó vào khuya ngày 13 tháng 6, tại một căn nhà đường Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, thành phố Huế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang Hà Văn Trí, 26 tuổi, tạm trú tại 11/14 Kiệt, 461 Chi Lăng, phường Phú Hậu, thành phố Huế, đang tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 921 viên ma túy tổng hợp, 2 dao bấm, 1 bình xịt hơi cay, 1 xe máy và 2 triệu đồng tiền mặt. Hà Văn Trí là đối tượng đã có một tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy, một tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, một tiền án trộm cắp tài sản.